Bà chủ vào lấy tiền mặt rồi. Em chào các bác nhé. Hôm nay em qua phòng trà nhà chị Triều Hoa, có địa chỉ tại gần chợ La, xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Các bác thân mến, là cũng đã nhiều năm lắp đặt cho chị phòng trà này. Các bác cùng xem sản phẩm nhé. Đầu em xin em cảm ơn nhá. Hôm nay là sang là lắp thêm cho chị một chiếc quản lý nguồn PS Audio PC9 Pro các bác nhé. Ngày xưa thì chưa lắp quản lý nguồn. Đấy, chia sẻ với cả nhà. Mic BBS S329GS. Em nhìn bộ mic đây này cả nhà nhé. Đấy, cả nhà có nhu cầu ca hát, liên hoan, hội họp, sinh nhật, đúng không ạ? Thì ủng hộ cho chị nhá. Đây các bác nhìn này. Đấy, các bác chỉ cần nhìn bộ micro thôi. Đây là bộ micro BBS Pro Sound mã S329GS. Đấy, các bác nhìn như thế này là các bác đã biết được là cái lượng khách của phòng trà Triều Hoa đông như thế nào. Và các bác thân mến, là đồ rất bền nha các bác nhé, rất bền, rất ổn định. Đây các bác nhỉ, mic BBS S329GS nó bạc đến mức độ là quằn mỗi sắt không này các bác. Đấy, ok chưa? À, chị tắt rồi, được rồi, không sao. Vâng, không sao, được rồi, em định alo thử một tí. Đây các bác nhé, thôi thôi được rồi, không cần chị ạ. Đây các bác nhé, đôi loa Zeek Mang Gì chính hãng của V3, ngày xưa lắp cho chị là mới tinh rồi chị này. Đấy, mới tinh. Mà các bác nhìn bây giờ nó gân của nó là màu vàng, nhưng gân giờ chuyển sang màu đen đến nơi các bác này. Đấy, ngày xưa lắp cho chị toàn những đồ phải nói là nó quá là tốt các bạn. Đấy nhá, đẩy PS 4 kênh đẩy Bedrock K8, còn đây là con đẩy của nhà chị có sẵn, năm chị một con vang CBD8 các bạn, CBD8 này. Đây hôm nay lắp cho chị con quản lý nguồn PSPC9 Pro này. Còn bộ mic đây, em nhớ là phòng trà nhà mình là lắp khoảng 19 chị nhỉ, đúng không ạ? Hay là 18 nhỉ? 2019 à, đúng không ạ? Đây là loa B3 Z212, ngày đấy là loa mới tinh cả nhà nhá. Đấy, đến bây giờ khẳng định cả nhà là không bao giờ hỏng được với những đôi loa B3 xịn chính hãng của Đức. Đấy, cả nhà dùng thấy dùng loa B3 chất lượng. Đấy, súp kép. Đấy, ok chưa? Đây, đặc biệt là các bác chỉ cần nhìn mỗi bộ micro này các bác, BBS S329GS các bác nhé, hàng chính hãng của BBS Pro Sound. Mic BBS rất bền, tiếng rất dày, ấm tiếng các bác nhé, rất dày và ấm tiếng. Đấy, ok chưa? Cái này nếu bây giờ nếu các bác sử dụng những bộ mic BBS này mà bây giờ nó cũ quá, đúng không ạ, thì các bác có thể bọc một lớp đề can bên ngoài cho đẹp, đúng không ạ? Đấy, hôm nay sang gọi là lắp thêm cho chị mới quản lý nguồn các bác nhá. Hôm nay cái ổ điện của chị nó bị hỏng, sang lắp cho chị quản lý nguồn thì tiện quay cho các bác biết cái sản phẩm em lắp nó rất là bền, rất ổn định các bác nhá, hiệu quả cao. Ok, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Đấy, cả nhà nhu cầu mua sắm lắp đặt gì thì alo cho em nhá. Ok, phòng trà Triều Hoa có địa chỉ tại gần chợ La, xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Ok ạ.